xin giới thiệu máy phân từ tôi lên 75 loại đối tượng của bệnh. Công suất của tôi là 1.800W, hai cấp số con từ là 18.500 con, ba chức năng là tăng sáng từ 3 cho đến 22 mm, tăng chắc từ 12-75 mm, tăng cao go 16-24. Thì máy phân từ lên 75 này chỉnh con chính là số 3 và mắt từ bên trong. Thì máy điều chỉnh tốc độ bằng hai cấp số cơ điều chỉnh và kết hợp với đó là các cấp điều chỉnh bằng vô cấp từ 1-6 có thể thay đổi tốc độ của máy qua đây. Thì bảng điều khiển cầm có các nút như nút đèn này, đỏ này là có hiệu là có một điện có máy, đỏ xanh là có hiệu là từ đã hết. Đây là nút nguồn của cái từ, nút để mà điều chỉnh máy chạy theo chiều kim hồ thì phụ. Cái này để tăng turbo để chỉnh chạy theo chiều hồ kim hồ để mà bổ đôi lên. Rồi nó giảm đây là cái đèn chính là hiển thị chính năng thông minh của cái máy, là ba một phần vàng một kia là hiển thị là tình trạng máy là rất là tốt. Thứ hai là ba bậc, thứ ba nó màu là nó sẽ lên ba bậc nữa là cao 20 mm. Ưu điểm của lắp tôi lên bên 75 là tay cầm khá lắp nhanh để di chuyển, hoặc lắp hai bên